Tóm cặp nam nữ lợi dụng mưa bão để hôi của, lợi dụng mưa bão cửa hàng không có ai trông coi, nờ đã rủ c cùng lê cắp đồ vật, tài sản, mục đích mang về để sử dụng. Công an thành phố Hạ Long Quảng Ninh cho biết đã lập biên bản với hai đối tượng lợi dụng mưa bão để trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 8 tháng 9, trong quá trình tuần tra kiểm soát sau bão tại đoạn đường Hạ Long thuộc tổ 9 khu 9B, công an phường bãi cháy thành phố Hạ Long phát hiện có hai đối tượng đang lục lọi tìm kiếm ở bên trong một gian hàng. Qua xác minh, hai đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thị TN, sinh năm 1987, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, và Lê Quy C, sinh năm 1986, trú tại xã Quảng An, huyện Đầm Hà. Chúng khai nhận vào khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2024, do thấy cửa hàng Savani đã bị sập do bão, không có ai trông coi, nên N đã rủ C cùng lấy cắp đồ đạc tài sản với mục đích mang về để sử dụng hai đối tượng đã lấy một bàn inox, một quạt cây không rõ nhãn hiệu, một đèn dùng để livestream không rõ nhãn hiệu và đưa về nhà trọ của đối tượng C tại tổ 15 khu 4, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long để cất giữ. Hiện vụ việc đang được công an phường Bãi Cháy tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Hạ Long, nơi bị tố không bán suất cơm dưới 40.000 đồng, nơi mời ăn ở miễn phí trao đổi với phóng viên chủ quán cơm sạch Bá Liên khẳng định thông tin nói quán không bán cơm dưới 40.000 đồng một suất là sai sự thật. ở một góc khác có một số nơi mời cơm ăn ở miễn phí. chủ quán cơm sạch Bá Liên lên tiếng liên quan đến lùm xùm trên mạng xã hội trước thông tin cho rằng quán cơm này tại khu Cái Râm thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh không bán suất cơm 40.000 đồng mà phải tối thiểu 70.000 đồng đến 80.000 đồng một suất trong những ngày mưa bão. Cụ thể, trên nhiều hội nhóm Facebook lan truyền thông tin bức xúc về việc trong lúc toàn dân chống bão thì quán cơm sạch bà Liên lại đuổi khách về khi khách chỉ mua có 40.000 đồng một suất. Theo thông tin chia sẻ, trong ngày 9 tháng 9, có nhóm 7 người đến quán cơm sạch bà Liên để ăn và khi đến quán thì nhân viên có báo không nhận chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt. Thế là 7 người gom được 280.000 đồng tiền mặt, dự là suất ăn là 40.000 đồng mỗi người. Cũng có báo với chủ quán như vậy để hai bên căn cho thoải mái. Thế nhưng anh chủ quán nghe xong lại nói luôn là ngày này không bán suất 40.000 đồng, ít nhất một suất cũng 70.000 đến 80.000 đồng mới bán. Thông tin phản ánh trên mạng xã hội cho hay. Giữa hai bên sau đó có lời qua tiếng lại và chủ quán cơm quyết định từ chối phục vụ nhóm khách này. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, chủ quán cơm sạch bà Liên khẳng định, thông tin chia sẻ trên mạng xã hội là không chính xác, bởi từ trước tới nay, chưa bao giờ khách đến mà quán lại nói không bán 40.000 đồng, mà thực tế là 20.000 đồng đến 35.000 đồng cũng đều có, tùy theo lượng cơm, thức ăn mà khách lấy. Tôi thấy sự việc này đang đi quá xa. Hôm qua tôi còn đọc được ảnh chụp màn hình tin nhắn của một ai đó giả nhân viên của quán đi chửi khách là rất láo. Hiện chúng tôi cũng đang mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra làm rõ sự việc. Chủ quán cơm này cho hay. Theo đơn vị này, tại Quảng Ninh, quán có hai cơ sở, một điểm tại khu Cái Răm, một điểm bên Hòn Gai và hàng ngày phục vụ hàng trăm lượt khách, nên luôn chú ý thái độ phục vụ và đảm bảo dịch vụ. Ở góc khác, nhiều tài khoản mạng xã hội không chấp nhận lời lý giải này. Tại Hạ Long, có nhiều điểm tổ chức phát cơm miễn phí cho người dân sau bão Jagi nhằm chia sẻ với những người khó khăn vì mưa bão. Cụ thể như hàng cơm nhà 1982, phố 6A Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long thông báo phát miễn phí 1.000 suất cơm, 500 suất buổi sáng và 500 suất cơm buổi chiều. Nhà hàng này cho biết phục vụ miễn phí 3 ngày, từ thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu trong thời gian các ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024. Tương tự tại tầng 1 khu B trung cư Green Bay Garden, phường Bãi Cháy, Hạ Long cũng tổ chức phát cơm miễn phí, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho người dân. Trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ bài viết của một chủ khách sạn tại thành phố Hạ Long đăng tải trên trang Facebook cá nhân việc gia đình bố trí khách sạn tại gia phục vụ những người, những gia đình bị cắt điện, thiếu nơi sinh hoạt. Chủ nhân một chuỗi khách sạn tại Hạ Long viết, Ngày thứ ba sau bão, nhà em Ruby Hạ Long Hotel số 100 phố Anh Đào, đầy đủ wifi, điện nước sinh hoạt tắm rửa, các bác quanh khu vực vườn đào có nhu cầu qua em miễn phí ạ. À? Dòng trạng thái đã nhận được nhiều lượt like, share từ cộng đồng mạng và nhiều comment tích cực cho thấy tình người, sự bao bọc, nhường cơm xẻ áo trong lúc khó khăn bão lũ. Cũng là tinh thần tương thân tương ái đoàn kết vốn có, làm nên sức mạnh đất nước con người Việt Nam. 130.000 đồng một quả bí xanh ở Hà Nội, ba nội trợ choáng váng. Do ảnh hưởng của mưa lũ, hàng loạt loại rau xanh tiếp tục tăng giá và nguồn cung tại chợ cũng ít hơn. Nhiều mặt hàng đắt đột biến khiến các bà nội trợ sốc. Bão lũ đang gây ra cảnh ngập úng tại nhiều địa phương khiến hàng loạt vườn rau hư hỏng nặng, gây khan hiếm nguồn cung. Tại các chợ ở Hà Nội, mặt hàng rau xanh, củ quả hiện cũng đang rất đắt đỏ. Sáng nay, chị Nguyễn Ngọc Mai tại Linh Đàm, quận Hoàng Mai chia sẻ: "Chị thực sự sốc khi mua một quả bí xanh có giá tới 130.000 đồng. Tôi không hỏi cụ thể nhưng ước lượng quả bí cùng lắm chỉ hơn 3 kg, như vậy tính ra là hơn 40.000 đồng 1 kg, trong khi đó bình thường giá bí xanh chỉ khoảng 15 đến 20.000 đồng 1 kg." Chưa bao giờ tôi mua một quả bí xanh đắt như thế." Chị nói. "Không chỉ bí xanh, giá rau bắp cải cũng đã tăng lên tới gần 30.000 đồng một kg, trong khi bình thường chỉ khoảng 15.000 đồng một kg. Tôi mua một quả bí xanh, một cái bắp cải mà mất 170.000 đồng tiền rau. Giá cứ tăng như thế này thì đúng là không dám đi chợ nữa. Hôm nay giá rau còn đắt ngang giá thịt." Chị Mai than thở. "Chị Mai còn phản ánh chất lượng rau ngày hôm nay còn không được đẹp, xanh mướt như mọi hôm mà dập úa." Khi hỏi thì tiểu thương cho biết, do các vùng ngoại thành và tỉnh ven Hà Nội là nơi cung cấp rau xanh bị ngập nên dường như không có hàng để bán. Số ít còn lại cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chị Nguyễn Thùy Linh tại Cầu Giấy Hà Nội chia sẻ, sáng nay giá các loại rau củ quả tại chợ Nghĩa Tân Cầu Giấy tiếp tục tăng và nguồn hàng ít hơn so với ngày hôm qua. Theo chị Linh, nhiều người mua tích trữ nên giá rau tại chợ còn cao hơn cả giá tại siêu thị. Tuy nhiên, chị Mai cho hay, còn có rau để mua lúc này là rất may mắn. Chiều qua khi đi làm về qua chợ góc gần nhà, chị thấy không chỗ nào còn hàng để bán. Sáng nay chị phải đi chợ sớm nhưng các mặt hàng rau xanh cũng rất ít, các loại củ quả thì nhiều hơn một chút. Chị Minh Hoa, một tiểu thương tại chợ Thanh Trì quận Hoàng Mai chia sẻ, mưa bão làm rau hỏng hết nên rất khan hiếm, kể cả chợ đầu mối cũng không có. Giá rau hiện đang tăng từng ngày, sắp tới nếu tình hình lũ kéo dài thì có thể còn đắt hơn nữa vì không có hàng để bán. Trái lại với mặt hàng rau và hải sản, các mặt hàng thịt lợn, thịt gà, trứng giá cả vẫn ổn định như ngày thường. Theo chia sẻ của một số tiểu thương, do nguồn cung ổn định vì được nhập hàng từ nhiều hộ chăn nuôi lợn bò, cho nên giá các loại thịt không tăng nhiều trong đợt mưa bão này. Lợi dụng mưa bão, đầu cơ găm hàng trục lợi có thể bị phạt tới 5 tỷ đồng, phạt tù tới 15 năm. Sau cơn bão số 3, tại một số chợ, giá lương thực thực phẩm tăng cao nguyên nhân không chỉ do tình trạng khan hiếm hàng hóa mà còn xuất phát từ hành vi đầu cơ găm hàng của một số cá nhân về chế tài xử phạt hành vi đầu cơ hàng hóa găm hàng luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội cho biết theo Điều 31 Nghị định 98-2020 NDCP, lạm dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả mạo trên thị trường để mua vết, mua gom hàng hóa có giá trị từ 50 đến dưới 100 triệu đồng nhằm bán lại với mục đích thu lợi bất chính, nhưng chưa đến mức hình sự trong các trường hợp sau sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá hoặc danh mục nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giá khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Với hàng hóa có giá trị từ 100 đến dưới 200 triệu đồng, cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Trường hợp hàng hóa có giá trị 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, cá nhân vi phạm còn có thể bị tịch thu tăng vật liên quan đến vi phạm, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ 6 đến 12 tháng bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm. Đối với hành vi găm hàng, các hành vi vi phạm theo quy định của điều 31 nghị định 98/2020 sẽ bị phạt tiền theo các mức: phạt tiền từ 5 đến 10 triệu cho một trong những hành vi sau khi không có lý do chính đáng: cắt giảm địa điểm bán hàng, cắt giảm phương thức thời gian bán hàng, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi: cắt giảm lượng hàng hóa bán ra, ngừng bán hàng hóa ra thị trường, không mở cửa hàng, địa điểm giao dịch kinh doanh để bán hàng mở cửa hàng, địa điểm giao dịch kinh doanh nhưng không bán hàng. Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng với hành vi găm hàng trong kho vượt quá 150% so với lượng hàng hóa tồn kho trung bình của 3 tháng liền kề trước đó. Theo Điều 196 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, tình hình khó khăn về kinh tế, mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá, hoặc thuộc danh mục hàng hóa được nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản một điều này thì bị phạt tiền từ 30 đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: hàng hóa trị giá 3 tỷ đồng trở lên, thu lợi bất chính 1 tỷ đồng trở lên, tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tiền từ 1,5 đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 7 đến 15 năm.